3 của bệnh viện đa bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Xin mời kết nối với Nghệ An. Chào các quý thầy cô và anh chị đồng nghiệp. Hôm nay em xin trình bày một bệnh án hội chẩn ở tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ạ. Bệnh nhân nữ 10 tháng tuổi, địa chỉ ở Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An. Ngày vào viện là ngày 30 tháng 5 năm 2022. Lý do vào viện là ho, sốt, bú kém. Về tiền sử của trẻ thì là trẻ là con thứ nhất, sinh thường đủ tháng, cân nặng lúc sinh là 3 kg. Mắc Covid cách ngày nhập viện khoảng 3 tháng. Tiền sử thì chưa phát hiện bệnh tim bẩm sinh. Về bệnh sử của trẻ thì trẻ bị bệnh khoảng 1 tuần trước ngày nhập viện với biểu hiện ho, khó khe, sốt từng cơn, nhiệt độ cao nhất là 38,5 độ C. Trẻ bú kém cho nên trẻ được cho vào nhập viện tại khoa hồi sức tích cực giọng độc. Ghi nhận lúc vào viện ngày 30 tháng 5 đó là trẻ tỉnh, quấy khóc, mệt nhiều, cân nặng là 7 kg, tím môi, đầu chỉ SpO2 là 80%, khi thở oxy 3 lít trên phút, ho, khó khe, thở nhanh, tần số thở 50 lần trên phút, có gắng sức rụt lõm lồng ngực, phổi ra nầm hai bên, mạch nhanh tần số 150 chu kỳ trên phút, có tiếng thổi tâm thu 2/6 trực tim, bù được không nôn trợ, gan 2 cm dưới bờ xương. Lâm sàng của trẻ thì ngày đầu tiên trẻ được sử dụng kháng sinh Stiaxon, vancomycin, khí dung, sử dụng lợi tiểu và ức chế men chuyển. Đến ngày từ ngày mùng 2 tháng 6 đến ngày mùng 7 tháng 6 thì trẻ vẫn còn mệt nhiều, tím môi, đầu chi, SpO2 dao động từ 82 đến 89%, khi thở oxy 3 lít trên phút, có thở nhanh, gắng sức và được sử dụng cho thở oxy kháng sinh đổi qua Meronem, vancomycin. Tới ngày 7 tháng 6 thì tình trạng trẻ bắt đầu ổn định hơn nhưng vẫn còn tím SpO2 từ 84 đến 89% và được chuyển lên khoa ngoại tổng hợp. Thì tại đấy thì đánh giá tình trạng bệnh nặng thì trẻ được người nhà xin chuyển tới bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị. Thì sau khi được chuyển bệnh viện Nhi Trung ương thì người nhà được giải thích nguy cơ phẫu thuật có tỷ lệ thành công thấp, gia đình xin không phẫu thuật, xin về điều trị nội khoa, ra viện ngày 11 tháng 6. Tại ngày 16 tháng 6 thì trẻ mệt nhiều, tím môi, bú kém, ho có đơm, kèm sốt nhẹ nên nhập viện tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ghi nhận lúc vào viện tại ngày 16 tháng 6 thì trẻ tỉnh, mệt nhiều, tím môi, đầu chi, SpO2 từ 75 đến 80%, khi thở oxy 3 lít trên phút, có ho, khó khe, xuất tiết đơm dại, thở nhanh, tần số thở là 50 lần trên phút, có gắng sức rụt lõm lồng ngực, phổi ra nậm hai bên, mạch nhanh, tần số 150 chu kỳ phút, có tiếng thổi tâm thu 2/6 trực tim, bù được không nôn trợ, gan 2 cm dưới bờ xương. Lâm sàng lần này của trẻ thì cũng tương tự với lần đầu tiên, trẻ mệt nhiều, tím môi, đầu chi và được cho thở oxy kháng sinh Stiaxon, Amikacin, khí dung, lợi tiểu hai loại và ức chế men chuyển. Thì đến sau đó thì trẻ tiếp tục điều trị nội khoa và cho ra viện hẹn phẫu thuật. Đây là cận lâm sàng của trẻ sau hai lần nhập viện, màu vàng là lần thứ nhất và màu xanh là lần thứ hai. Lần đầu thì nổi trội với biểu hiện nhiễm trùng với tăng bạch cầu, ưu thế nơ sô, khi máu của hai lần thì cũng chưa có gì đặc biệt. Cái dịch thì hầu vào ngày 1 tháng 6 thì âm tính. Siêu âm tim ngày 30 tháng 5 là situs solitus levocardia, quai động mạch chủ quay trái, không hẹp eo, tương hợp nhĩ thất đại động mạch. Không quan sát thấy các tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ trái, các tĩnh mạch phổi hợp lưu đổ vào tĩnh mạch thẳng trên tim, đổ vào tĩnh mạch vô danh, vào tĩnh mạch chủ trên. Có thông liên nhĩ 10 mm, sân phải trái, buồng tim phải dàn lớn, hở van ba lá trung bình, Visimax là 62 mm thủy ngân. Kết luận là bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn trễ trên tim, thông liên nhĩ tăng áp phổi nặng. Đến siêu âm lại ngày 31 tháng 5 là cũng tương tự, có bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn bộ thể trên tim, tĩnh mạch phổi hợp lưu vị trí thanh sau nhĩ trái đi trước động mạch chủ, đổ vào tĩnh mạch thẳng phía trên trái đi vào tĩnh mạch vô danh, đổ vào tĩnh mạch chủ trên, có tắc nghẽn vị trí giữa động mạch chủ xuống và nhĩ trái. Thông liên nhĩ lỗ thứ hai 8 mm sang phải trái, thất trái nhỏ thanh mỏng, DD là 19, chức năng co bọc tốt. Kết luận bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn phần thể trên tim, thông liên nhĩ tăng áp phổi trung bình. Đây là hình ảnh siêu âm tim của ngày 31 tháng 5 ạ.
Đây là siêu âm của ngày 24 tháng 6 sau khi mà trẻ nhập viện lần thứ hai ạ. Là situs soleus levocardia qua động mạch chủ quay trái không hẹp eo, trường hợp nhĩ thất đại động mạch không quan sát thấy các tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ trái, các tĩnh mạch phổi hợp lưu đổ về tĩnh mạch thẳng trên tim vào tĩnh mạch vô danh vào tĩnh mạch chủ trên. Thông liên nhĩ lỗ thứ hai 9 mm sân phải trái. Thất trái đường kính nhỏ, Z-score âm 4. Đây là quang phổi của ngày 30 tháng 5 và ngày 3 tháng 6. Biểu hiện về bóng tím lớn, mơ toàn bộ phía trước bên trái. Đây quang phổi ngày 16 tháng 6 và ngày 21 tháng 6. Đây là lần thứ hai nhập viện. Thì là mơ bên phổi trái đã giảm bớt. Trẻ được chụp cắt lớp vi tính hai lần, là ở lần thứ nhất thì có tổn thương đông nọc phổi trái tổn thương kính mơ. Trên phim CT thì toàn bộ phổi trái đã bị đông đặc. Và đến lần tập viện thứ hai vào ngày 24 tháng 6 thì trẻ được chụp lại phim CT, kết luận là viêm phổi, xẹp phổi thụ động phổi trái. Về chẩn đoán của trẻ là viêm phổi, đêm nhân suy trên phổi, suy tim tăng ở phổi trung bình nặng, bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi, toàn phân thể trên tim có tắc nghẽn. Về nội dung cần hội chẩn thì em cần hội chẩn nói về chỉ định phẫu thuật và những vấn đề lưu ý trong phẫu thuật của trường hợp này, những trở ngại vấn đề cần đối mặt trong điều trị hậu phẫu của bệnh nhân này là gì. Em xin thành cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Một cái trường hợp bệnh tim bẩm sinh để muộn và diễn biến khá là nặng. Xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Vương Hoàng Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Tim Mạch Nhi sẽ tư vấn cho các bạn. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện, kính thưa các quý vị đồng nghiệp ở các đầu cầu. Tôi xin có một số ý kiến về các cái bệnh nhân của các bạn. Trước khi trả lời câu hỏi của các bạn thì tôi xin có một số ý kiến về cái chẩn đoán và điều trị cái bệnh nhân này. Cái thứ nhất là về điều trị suy tim. Điều trị suy tim thì bệnh nhân này thì các bạn hết sức lưu ý là dùng captopril, bởi vì captopril như chúng ta đã biết nó là ức chế ven chuyển, nó có tác dụng là giãn động mạch. Nhưng bệnh nhân này suy tim là gì? Là suy tim phải, là suy tâm thu do tân phải thất phải nó bị quá tải thể tích. Đáng ra thất phải chỉ nhận máu tĩnh mạch chủ trên chủ dưới đổ về thôi, bây giờ thất phải lại nhận cả máu của tĩnh mạch phổi đổ về, vì vậy thất phải nó bị suy do tăng tải thể tích. Và điều trị cái suy thất phải này thì mình dùng giảm tiền tải, giảm hậu tải và tăng có bóp, thì mình về giảm tiền tải thì mình dùng lợi tiểu thì đúng rồi. Tuy nhiên là nếu như mình giảm hậu tải mà mình dùng thuốc giãn mạch phổi thì bệnh nhân nó sẽ tăng tuần hoàn phổi và càng làm nặng thêm cái tình trạng ứ máu ở phổi, và thậm chí là bệnh nhân này có hẹp tĩnh mạch phổi. Khi mà mình mà giảm hậu tải của thất phải tức là dùng thuốc giãn mạch phổi thì có thể dẫn đến là xấu hơn tình trạng bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có thể phù phổi. Còn vấn đề là tăng có bóp cơ tim thì thực sự đó cái này cũng chưa cần thiết lắm. Về tim trái của bệnh nhân này thì lại suy là suy tâm trương, tức là nó bị giảm tiền tải, bởi vì đáng ra tim trái nhận máu từ hai tĩnh mạch phổi đổ về, chứ bây giờ hai tĩnh mạch phổi lại không đổ, bốn tĩnh mạch phổi lại không đổ về nhĩ trái mà đổ về bên nhĩ phải, sau đấy qua thông liên nhĩ mới trở về thất trái. Vì vậy thất trái bị giảm tiền tải. Một phần nữa là bệnh nhân này có tăng áp lực nội phổi cho nên là thất phải nó giãn, thất phải nó tăng áp lực, nó mới đẩy cái vách lên thất sang bên trái, vì vậy thất trái nó bị giảm độ đầy và thể hiện trên số ấm là bệnh nhân này có cái thất trái nó bị nhỏ. Mà chức năng thất trái của bệnh nhân này thì lại tốt chứ không phải là giảm, cho nên là cái khi mà mình dùng thuốc giảm hậu tải của thất trái này thì hết sức cẩn thận, đặc biệt là trên bệnh nhân mà là giảm tiền tải nặng, như là trong trường hợp là bệnh nhân bị thông liên nhĩ nó nhỏ ấy. Và bây giờ mình lại giảm cả hậu tải nữa thì có thể bệnh nhân dùng thuốc xong là bệnh nhân suy tuần hoàn nặng, là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là điều trị viêm phổi trên bệnh nhân này thì trong quá trình điều trị của mình thì các bạn cho lại cái máy slide X quang ạ. Từ khi vào cho đến khi ra viện thì X quang phổi các bạn luôn luôn trắng như vậy. Vậy mình có vấn đề gì về chẩn đoán hay là điều trị nó chưa được triệt để đối bệnh nhân này hay sao, mà tại sao cái phim X quang nó chẳng thấy cái nào nó trở về bình thường cả? Vậy bây giờ mình lập luận. X quang này nó mờ này là vì lý do gì? Bệnh nhân nó có một số tình huống. Tình huống thứ nhất là viêm phổi thì nó rõ rồi. Nhưng viêm phổi mình nó điều trị bị lăng nhiễm trùng nó về bình thường rồi. Tại sao X quang nó vẫn còn mờ như vậy? Đấy. Thì
cái thứ nhất. Cái thứ hai là bệnh nhân có khả năng là bị thiểu sản tĩnh mạch phổi trái. Trên một bệnh nhân trở về bất thường tĩnh mạch phổi, tuy nhiên là cái xác suất này nó cũng ít, bởi vì là trên bệnh nhân trở về bất thường tĩnh mạch phổi thì thường nó thiểu sản tĩnh mạch phổi ở bên phải chứ không phải bên trái. Mà để xác định chắc chắn thì mình cần phải chụp cái phim CT thì mới chắc chắn. Và một tình huống cuối cùng là tôi cũng nghĩ đến tình huống đấy, đó là bệnh nhân phải chăng là bị hẹp phế quản. Mà hẹp phế quản nó làm cho cái phổi của nó, cái viêm cũng rất khó và nó luôn luôn xẹp phổi và điều trị lâu ngày nó đông đặc như vậy. Thì sau khi xem cái phim CT các bạn gửi cho tôi xem khá kỹ. Và tôi cũng đã hội chẩn ở bên chẩn đoán hình ảnh của viện tim. Thì tìm ra nguyên nhân đó là bệnh nhân bị hẹp phế quản nặng. Mà gần như tắc hoàn toàn cái phế quản ở bên trái. Ở cái phía mà trước chỗ chia đôi của các phế quản phân thủy ấy, gần như nó tắc hoàn toàn. Vì vậy đó là cái nguyên nhân mà làm cho cái phổi các bạn điều trị mãi nó vẫn cứ khò khè, vẫn rút lõm và gần như là phổi nó nở rồi nó lại xẹp trở lại và luôn luôn ở trong tình trạng là nó cứ mờ kính như vậy. Bởi khi mà bệnh nhân bị hẹp phế quản thì mình cũng cần làm bước tiếp theo, đấy là hẹp phế quản đấy là như thế nào, là do vòng sơ hay là do đờm dãi nó bị tắc hay là do mềm khí quản. Và một cái vấn đề trên bệnh nhân này cũng có khả năng gặp rất cao, đó là bệnh nhân này bị trở về bất thường tĩnh mạch phổi có tăng nghẽn, nó làm cho tăng áp lực mạch phổi nặng và làm cho động mạch phổi nó giãn ra. Phải chăng là động mạch phổi nó chèn vào cái phế quản này gây hẹp phế quản, cho nên các bạn điều trị cái viêm phổi nó mãi nó không khỏi vậy. Mà để được chắc chắn được chẩn đoán thì mình cần phải soi phế quản. Thì soi phế quản cũng giúp cho chẩn đoán được và cũng giúp cho mình bơm rửa để hút cái đờm ra, hoặc là mình chụp phim MSCT nó có tiêm thuốc cản quang thì mình sẽ biết được là có cái mạch máu ở phía ngoài nó chèn vào phế quản hay không. Còn một vấn đề tôi muốn góp ý tiếp theo đấy là điều trị viêm phổi bệnh nhân này. Thì điều trị viêm phổi thì mình cũng biết rồi là mình sẽ dùng thuốc kháng sinh và hỗ trợ hô hấp. Thì tùy theo mức độ của siêu hấp mà mình có hỗ trợ ở các mức độ với thở oxy, thở CPAP hoặc thở máy. Tuy nhiên bệnh nhân này có một cái lưu ý, đó là khi thở oxy thì giúp cải thiện oxy máu. Tuy nhiên thở oxy nó có mặt hại của nó giãn mạch phổi. Mà là bệnh nhân là tim bẩm sinh có tím, nhiều máu lên phổi. Mà khi mà giãn mạch phổi ra thì máu lên phổi nó nhiều lên, làm cho tình trạng ứ máu ở phổi càng tăng lên. Thì triệu chứng lâm sàng có thể là không giảm mà thậm chí nó tăng lên. Đặc biệt trên bệnh nhân này là bệnh nhân tim bẩm sinh có hẹp tĩnh mạch phổi. Thì khi máu lên phổi nhiều lên nhưng máu trở về tĩnh mạch phổi bị khó khăn bởi tắc nghẽn thì có thể dẫn đến cái phù phổi. Và ở đây cũng có những một số bệnh nhân chúng tôi là đẻ ra là bị tắc tĩnh mạch phổi là bệnh nhân phù phổi luôn, không thể xử lý kịp. Bây giờ tôi đi vào các cái câu hỏi của các bạn. Về câu hỏi thứ nhất về cái chỉ định mổ thì như chúng ta đã biết thì bệnh nhân trở về bất thường tĩnh mạch phổi hoàn toàn có tắc nghẽn, khi có chẩn đoán ra thì là mình có chỉ định mổ. Tuy nhiên trên bệnh nhân này cái tôi rất lăn tăn đó là cái phổi, mình phải làm rõ thêm cái phế quản là như thế nào. Và tôi nghĩ rằng nó rất trở ngại rất lớn ở cái khó khăn của cuộc mổ, khó khăn hồi sức ở bệnh nhân này là cái phổi, chứ không là làm cho cái tim nó nặng lên chứ không phải là cái tim. Còn những vấn đề mà lưu ý trong mổ và sau mổ thì vấn đề về ngoại khoa thì trong nữa có thể xin ý kiến của Phó giáo sư Hiền. Còn vấn đề về gây mê hồi sức thì tôi có một số ý kiến. Ý kiến thứ nhất là cái tổn thương phổi, vấn đề tổn thương phổi. Thì bệnh nhân này có viêm phổi, xẹp phổi, phổi đóng đặc như vậy. Khi gây mê, dưới tác dụng của gây mê nó sẽ gây xẹp phổi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là phổi nó sẽ bị tổn thương do phản ứng viêm của tuần hoàn ngoài cơ thể. Vì vậy sau mổ tổn thương phổi nó sẽ nặng hơn và nó gây giảm oxy máu. Đặc biệt là khi cái tổn thương phổi nặng hơn này thì nó sẽ làm nặng lên cái tình trạng tăng áp lực phổi sau mổ và rất khó khăn cho mình hồi sức. Vậy cách xử trí của nó là gì? Khi gây mê thì mình phải có cái phim làm ẩm để làm ẩm đường thở và phải không được bỏ máy thở lúc mà mình chảy máy tuần hoàn cơ thể. Thì bình thường là mình hay bỏ cái ống nội khí quản ra, nhưng mà trường hợp này là mình không bỏ ra khỏi máy thở, mình vẫn cho thở với tiết thấp, tần số thấp và có pip để mà hạn chế cái xẹp phổi. Và sau khi mà tim đập lại thì mình bóp bóng cho phổi nó nở ra, sau đấy mình để pip và theo lý thuyết thì có thể 8 đến 12 cm nước pip thì mới cải thiện được cái oxy máu. Cái thứ hai trong bệnh nhân này cần lưu ý đó là tăng áp lực phổi trước mổ và sau mổ. Bệnh nhân này trước mổ có tổn thương phổi và tăng áp lực động mạch phổi, thì sau mổ tổn thương phổi tăng lên thì cái tăng áp lực phổi sau mổ gần như là chắc chắn nó sẽ có. Vậy lưu ý là khi khởi mê bệnh nhân này thì mình lưu ý mình dùng cái oxy là không dùng nhiều quá, không dùng FiO2 100%, bởi vì dùng oxy 100% sẽ làm giãn mạch phổi ra mà tăng lượng máu lên phổi, nó làm giảm lưu lượng tim và đồng thời là làm ứ máu ở phổi.
Và trong mổ thì mình cần đặt cái catheter ở vào động mạch phổi để mình theo dõi áp lực mạch phổi sau mổ. Và qua đấy thì mình cũng có thể là dùng thuốc giãn mạch phổi vào cái catheter động mạch phổi đấy. Và cái áp lực mạch phổi sau mổ mà tối ưu nhất thì nên là nhỏ hơn 1/2 huyết áp hệ thống. Còn sau mổ thì cái này thì mình cũng biết rồi, nó là lý thuyết thôi. Thì sau mổ thì mình an thần, mình giãn cơ để đề phòng ngủ xấu, để đề phòng cái cơn tắc áp lực phổi. Bởi mình thở máy duy trì được cái PaO2 là 120 đến 150 mmHg ngân. Duy trì cái PaCO2 là khoảng 30 đến 35 mmHg ngân. Và duy trì cái kiềm ở mức độ nhẹ, tức là pH khoảng 7,45 đến 7,5 đấy. Và tránh các kích thích gây tăng áp lực phổi. Còn nếu như bệnh nhân có tăng áp lực phổi thì mình có thể dùng thuốc Ilomidine truyền vào các tăng áp phổi. Cái này thì ở bệnh viện các bạn cũng có. Mà ở nước ngoài thì họ dùng NO khi có xuất hiện triệu chứng tăng áp lực phổi. Tuy nhiên ở mình thì cái NO nó cũng là đáng khó khăn. Còn nếu lưu ý là nếu như bệnh nhân có tăng áp lực phổi dai dẳng mà khó kiểm soát thì các bạn phải loại trừ cho tôi là có hẹp tĩnh mạch phổi tuần lưu hay không. Chứ không phải là mình cứ tăng áp phổi mình cứ thế điều trị mà mình không giải quyết nguyên nhân thì cũng không được. Cái lưu ý thứ hai là khi dùng thuốc giãn mạch phổi thì thuốc giãn mạch phổi cũng có tác dụng là gây giãn mạch, vì vậy có thể nó gây tụt huyết áp. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái này theo lý thuyết thôi chứ cũng khó nói chắc chắn là gì. Khi mà mình dùng thuốc giãn mạch phổi nhiều thì nó sẽ làm giãn mạch phổi và là máu lên phổi nhiều hơn, vì vậy máu nó về tim trái nhiều hơn và có thể gây quá tải tim trái và gây suy tim trái nặng sau mổ. Cái này thì lý thuyết thôi, chúng tôi chưa gặp cái này. Vì vậy khi mà dùng thuốc giãn mạch phổi để điều trị cái cân bằng cái tăng áp lực phổi thì mình phải cân bằng giữa cái lợi và cái hại của bệnh nhân. Vấn đề thứ ba bệnh nhân này đó là tim trái nhỏ và gây cái suy tim sau mổ. Thì sau mổ thì mình khi tim đập lại thì mình có thể dùng Midazolam liều 0,5. Thì Midazolam nó có tác dụng là giảm cái công của tim và cải thiện cung lượng tim. Và người ta đã có nghiên cứu chứng minh rằng là cái Midazolam có tác dụng là giảm áp lực mạch phổi, cũng rất tốt với bệnh nhân này, và còn giảm cái tỷ lệ mắc hội chứng giảm cung lượng tim sau mổ. Vì sau mổ mà cái cơ tim bị phù mà giảm có bóp thì mình có thể để mở sức ức. Mà nếu bệnh nhân có suy tuần hoàn nặng hoặc là có tăng áp lực động mạch phổi kháng trị thì mình có thể dùng ECMO cho bệnh nhân. Đấy là các bước của như vậy. Và bệnh nhân có cái thất trái nhỏ nhưng mình cần tối ưu hóa cái nhịp tim nó. Và nếu như nhịp chậm thì mình có thể dùng máy tạo nhịp để mà đặt cái bếp cái nhĩ để nâng cái nhịp tim lên để cho tối ưu hóa cái tần số để cho giúp cải thiện cung lượng tim. Một lưu ý đối với bệnh nhân này là bệnh nhân có thất trái nhỏ kém giãn nở. Vì vậy truyền dịch cho bệnh nhân này là rất cẩn thận. Vì cái đường cống phóng tắc linh ở cái bệnh nhân này nó phẳng chứ nó không cong như những bệnh nhân bình thường. Vì vậy theo lý thuyết thì người ta còn nói rằng là có thể anh chỉ truyền ít ml dịch thôi có thể gây quá tải tim trái và gây suy tim trái cấp, thậm chí là gây phù phổi. Vì vậy cái đổ đầy dịch của bệnh nhân này mình hết sức lưu ý. Còn nhu cầu dịch đối với bệnh nhân này thì ngày đầu mình dùng 1/2 dịch cơ bản đến và tăng dần lên cho đến ngày thứ 3, thứ 4 thì dịch cũng trở về nhu cầu bình thường. Còn cái rối loạn nhịp thì ở đây chúng tôi cũng ít gặp, nhưng mà theo lý thuyết thì người ta nói rằng có tỷ lệ rối loạn nhịp nhánh trên thất khoảng 5-10%, có tài liệu là đến 20%. Và cái điều trị thì cũng điều trị theo phác đồ. Tuy nhiên mình cũng phải lưu ý rằng là cái thuốc chống loạn nhịp nó có hai mặt của nó. Và mình phải cân bằng, ví dụ như cortisone thì nó gây suy tim. Vì vậy mình cũng phải cân bằng và cũng không nên dùng cái thuốc chèn beta để mà những ngày đầu sau mổ để mà dùng chống loạn nhịp ở bệnh nhân này. Vậy trên đây là những cái câu góp ý kiến của tôi. Vậy cũng xin có các cái ý kiến đóng góp của các cái quý vị ở các đầu cầu khác ạ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Dung. Các bạn thấy là bác sĩ Dung đã trả lời rất là chi tiết đúng không ạ? Các bạn có hỏi gì nữa không? Các đồng nghiệp ở bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư Hiền, cảm ơn bác sĩ Dung. Thì thực sự là khi mà anh Dung đặt ra vấn đề hẹp phế quản của tổng quản em cũng hơi giật mình. Và hiện tại hiện cũng chưa có hỏi gì thêm ạ. Xin cảm ơn.
Cái hẹp khí phế quản là khá là thường gặp đấy ạ. Chúng tôi gặp rất là nhiều và thực tế là nhiều khi chúng tôi phải xử lý cả hai. Vừa phẫu thuật tạo hình sửa chữa tổn thương của tim, vừa tạo hình lại cái khí phế quản. Thì ở Viện Tim Hà Nội thì hồi đầu cũng rất là lơ ngơ, nhưng sau thì gặp nhiều rồi và cũng đã phải mổ nhiều rồi thì mới thấy rằng là những cái tổn thương đấy luôn luôn phải đặt ra. Đặc biệt ở bệnh nhân này thì chúng ta thấy trên phim CT đấy và theo diễn biến lâm sàng ấy, thì chúng ta thấy là một cái tổn thương ở phế quản bên góc bên trái. Vấn đề ở bệnh nhân này có mổ hay không, đúng không ạ? Viện Nhi Trung ương đã bảo không, tỷ lệ tử vong cao, không mổ. Người ta nói đúng đấy, với cái tổn thương như vậy. Thế thì nhưng mà nếu không mổ chắc bệnh nhân này sẽ chết, đúng không ạ? Mổ thì còn có cơ hội sống. Nhưng mà mổ thì như anh phân tích anh Dung ấy, cũng rất nhiều cái, đúng không ạ? Một là hẹp khí phế quản bên trái này. Hai là có thể hẹp tĩnh mạch phổi bên trái này. Ba là thất trái nhỏ này, đúng không ạ? Anh Dung thì đã đưa ra các cái giải pháp. Thế thì nhưng mà tôi thấy là cái diễn biến của lâm sàng bệnh nhân này 10 tháng tuổi rồi mà triệu chứng thì mới xuất hiện 3 tháng nay, đúng không ạ? À, bị Covid và mới xuất hiện triệu chứng một số ngày gần đây, khoảng 1 tháng. Thế thì tôi nghĩ rằng cái hẹp phế quản góc bên trái có thể nhé, có thể là do những cái yếu tố ví dụ như là đờm dãi nó tắc, nó đặc, nhét lại. Hai là có thể do cái động mạch phổi trái nó lớn, nó chèn ép, cũng có thể là như vậy. Những cái yếu tố mạch bên ngoài là chèn ép thì bệnh nhân này nếu chúng ta mổ mà chúng ta sửa lại cái tim ấy, và chúng ta giải phóng cái phế quản góc bên trái, giải phóng nó ra và chúng ta sẽ điều trị nội khoa thật tốt, hút thật tốt, tăng cường canxi để cho nó giảm cái xẹp của cái lòng khí phế quản thì cơ hội bệnh nhân vẫn còn, đúng không ạ? Và đối với bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn bộ ấy, thì phương pháp điều trị duy nhất cuối cùng chỉ là phẫu thuật thôi, chứ không có cách nào cứu bệnh nhân cả, đúng không ạ? Cho nên bệnh nhân này tôi nghĩ là các bạn nếu có điều kiện các bạn đánh giá thêm về những cái kia. Thứ hai nữa là các bạn điều trị cho nó tương đối ổn về mặt nhiễm trùng, sau đấy các bạn mang đi mổ. Và mổ thì phải hết sức chi tiết từng yếu tố một, có thể phải phẫu tích cái động cái phế quản góc bên trái để xem nó có bị chèn ép hay không, để giải phóng cái sự chèn ép đấy. Thì hy vọng là bệnh nhân sẽ ổn. Thế còn về lâu dài ấy, thì đấy là trước mắt có thể suy thất trái, trước mắt có thể là hẹp mà có thể tăng áp phổi, phù phổi rồi các thứ, còn lâu dài thì có thể nó sẽ hẹp các cái tĩnh mạch phổi hoặc các miệng nối chúng ta nối với nhĩ trái đấy. Đấy là về lâu dài thì các bạn phải, thường là bây giờ chúng tôi dùng cái phương pháp sutureless, tức là khâu, không khâu trực tiếp miệng nối với miệng nối nữa, mà chúng tôi khâu giữa cái tổ chức nhĩ với cả màng tim để nó tránh khâu vào cái miệng nối, nó gây hẹp sau này. Đấy là cái phương pháp mà bây giờ chúng ta có thể áp dụng về lâu dài, nó sẽ tránh được cái, hạn chế được cái hiện tượng hẹp cái miệng nối cũng như hẹp các tĩnh mạch phổi. Vâng, các bạn còn hỏi gì không? Có lẽ là các bạn không còn ý kiến gì nữa. Chúng ta xin sang bệnh án thứ tư. Xin kết nối với Bệnh viện Bắc Thăng Long. Một trường hợp hẹp eo động mạch chủ, thông liên nhĩ, còn ống động mạch. Xin mời Bệnh viện Bắc Thăng Long. Vâng, kính thưa quý thầy cô. Bệnh viện Bắc Thăng Long xin báo cáo các bệnh trong buổi hội chẩn trực tuyến ngày hôm nay. Bệnh nhân 16 tuổi, ngày vào viện ngày 22 tháng 6 năm 2022, ngày chuyển viện 27 tháng 6 năm 2022. Bạn viện ở đâu mới nâng cao? Bạn share cái hình slide cái. Thank you.
Thank you.